Và em chào anh chị ạ, em là Tuyền, tư vấn bán hàng ở bên Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay thì ở showroom em đang có rất nhiều xe hot như là Accent, Tucson, Santa Fe. Nhưng mà hôm nay em sẽ xin giới thiệu với anh chị chiếc xe đang làm mưa làm gió tại thị trường phân khúc C SUV. Đó là chiếc Hyundai Tucson 1.6 turbo trắng, đã có mặt ở tại đại lý bên em đây ạ. Thì thời gian vừa rồi thì nếu mà anh chị có quan tâm thì cũng có thể nhận biết là chiếc xe này được người tiêu dùng cực kỳ là săn đón, và nhất là bản turbo đấy ạ. Vâng, thì về tổng quan thì xe được thiết kế hoàn toàn mới so với cả phiên bản cũ, có lưới tản nhiệt sơn bóng màu đen, hệ thống đèn LED, la răng to bản la răng 19 inch cho bản turbo. Ở đằng trước xe thì được trang bị radar. Đây, đó là cái radar của xe. Dạ. Radar này thì nó có những cái chức năng là giữ khoảng cách so với xe phía trước, và nó là hệ thống chủ yếu là kiểm soát hành trình chủ động, và được trang bị hệ thống camera 360 độ trước đây. Thì về phần sườn xe thì được trang bị những cái khối hình dập nổi rất chi là khỏe khoắn, và anh chị có thể thấy là cái chiều dài cơ sở của xe rất là dài, nó tốt hơn CRV, tốt hơn CX5. Ưu điểm của cái trục dài này là sẽ cho một cái khoang hành khách bên trong rất là rộng rãi. Dạ vâng. Cùng tiến về phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy là xe được trang bị đèn cụm đèn hậu dạng nanh hổ vuốt rất chi là khỏe khoắn, và cũng có 4 cảm biến ở đằng sau. Tiếp theo nữa thì vâng, cam 360 đây ạ, rất chi là nét. Và cái logo của Hyundai thì đây là xe mới cho nên em chưa có thể bóc được cái mảnh giấy này ra, nhưng mà logo của Hyundai đã được dập chìm. Thì nói những câu chuyện vui thì là nếu anh chị có băn khoăn về việc mất logo thì chắc chắn là không thể rồi. À, cùng tiến nữa về phần nội thất thì trước mặt anh chị đây là một khoang nội thất được thiết kế hiện đại, rất chi là thể thao và cá tính. Xe được trang bị hệ thống loa là loa Bose, 8 loa Bose, hệ thống nhớ ghế hai vị trí, và điều chỉnh điện ghế lái, điều chỉnh điện 12 hướng. Về phần cốp xe như là em quay thì xe cũng được trang bị là cốp điện, và có nhớ cốp và chống kẹt thông minh. Đó. Thì về phần vô lăng của xe thì anh chị có thấy là rất nhiều nút bấm. Xe được trang bị vô lăng hoàn toàn mới, những cái nút bấm đã được mạ bạc, nhìn rất là sang trọng. Thì ở đây là có hệ thống kiểm soát hành trình, cruise control, hệ thống giữ khoảng cách so với xe phía trước, hệ thống hỗ trợ giữ làn. Đây là nút mở cốp điện. Xe được trang bị màn hình giải trí lớn 12,6 inch, và màn hình đa thông tin cũng là 12,6 inch. Vâng, em vừa để nổ lên cho anh chị. Anh chị có thể cảm nhận là cái tiếng ồn của động cơ không có thể phả được một chút gì vào khoang lái. Và đây, hệ thống màn hình giải trí đây, rất là hiện đại. Cái này là cái giấy họ dán vào thôi, chứ còn đây là nó là được mạ bạc đó anh chị, mạ bạc. Xe được trang bị cam 360 thì anh chị có thể trải nghiệm qua trên hình ảnh đây. Thì đó, xi nhan bên nào thì là cam sẽ hiển thị bên đó. Và cam lùi cũng được hiển thị ở trên này, anh chị có thể thấy là camera 360, cam lùi rất chi là nét. Có cảnh báo chia vạch. Có xe thì nếu mà về công nghệ thì những cái đó là cam lùi thì xe cũng được kiểm soát, trang bị hệ thống kiểm soát cảnh báo phương tiện cắt ngang và tự động phanh khi gặp phương tiện cắt ngang phía sau và người đi bộ từ phía sau. Đó.
Thì trên cái những cái nút bấm này thì đều là cảm ứng hết anh chị nhá. Đây. Điều hòa tự động là hai vùng độc lập này. Rồi này. Có sạc không dây chuẩn quy. Có sưởi ghế, sấy ghế ba chức năng. Sưởi vô lăng khi mà thời tiết lạnh này, hệ thống hỗ trợ đồ đeo. Bật tắt cảm biến, camera 360 độ. Vâng, sưởi ghế và làm mát ghế thì được trang bị cho hai hàng ghế phía trước anh chị nhé. Và những cái cần số thì nó đã bị biến mất hoàn toàn rồi, thay vào đây nó là những cái phím bấm bằng nút bấm, cứ như là đánh đàn đấy anh chị. Xe được trang bị phanh tay điện tử và auto hold, hỗ trợ dừng xe. Cái gương chiếu hậu thì được trang bị chống chói tự động. Và đặc biệt nữa thì ở trên dòng Tucson hoàn toàn mới này, all new này, thì chỉ có phiên bản 1.6 turbo này là được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama thôi quý anh chị nhé. Đó, em mở thêm một nấc nữa, cửa sổ trời rất là rộng, không gian thoáng. Và em bổ sung thêm là về chế độ lái của xe thì xe được trang bị là 4 chế độ lái. Đầu tiên là Eco. Eco này, Eco thì nó là chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu. Normal là chế độ lái bình thường. Sport thì là chế độ lái thể thao. Anh chị muốn tăng tốc nhanh, có một gia tốc tốt hoặc là đi đường đèo dốc thì có thể là bật Sport. Smart nó là hệ thống thông minh và rất chi là êm ái. Xe được và cũng là một bản đáng lưu ý nữa. Mà vì sao Tucson Turbo lại được săn đón nhiều như vậy? Đó là xe này được trang bị là hệ thống dẫn động hai cầu Hatchback thông minh. Hệ thống Hatchback của Hyundai thì em giới thiệu qua, đó là nó sẽ là hệ thống gài cầu thích nghi địa hình khi mà anh chị gặp tùy từng địa hình. Ví dụ như là đầm lầy, đi đường trơn trượt, đường sa mạc thì hệ thống có thể là tự động gài cầu một cầu, tự động chuyển một cầu, hai cầu, và tỷ lệ dẫn động cầu trước và cầu sau phân bổ rất hợp lý do CPU của máy tính của xe nó tính toán rất chuẩn xác để làm sao mà vượt địa hình được một cách thuận lợi nhất. Anh chị không cần phải là gài cầu cơ, mà đây là gài cầu điện tử rất chi là thông minh. Vâng, thì đây em mời anh chị đến với cả hàng hàng ghế phía sau. Một điểm bất ngờ thì sắp tới em xin giới thiệu. Vâng, hàng ghế phía sau của Tucson thì vâng, anh chị cảm nhận đi. Hàng ghế phía sau rất chi là rộng rãi ạ. Nội thất ghế da thì là màu nâu. Và ghế này có thể ngả được một góc rất là lớn. Đây ạ. Em ngồi đằng sau này mà cảm giác nó rộng thênh thang, cứ như là ngồi trong một cái căn phòng vậy. Đầu gối thì thừa hơn cả một gang. Tại cái độ ngả của hàng ghế phía sau anh chị có thể thấy là độ ngả rất là tốt, và nó mình cảm giác là đi những cái xe này trên đường, đi đường trường mình ngồi nghỉ chắc chắn là sẽ hạn chế được việc mệt mỏi rất là nhiều. Đó. Không gian hàng ghế sau rộng rãi kèm cửa gió điều hòa và hai cổng sạc, hai cổng sạc. Vâng, và hiện tại thì Hyundai Tucson này mới ra mắt ở Việt Nam từ đầu năm 2022. Thì giá bán niêm yết của xe đó là 1 tỷ 020 triệu cho tất cả các màu. Thì nếu anh chị có quan tâm về chiếc xe Hyundai Tucson này, quan tâm hơn về nó thì xin vui lòng liên hệ cho em Tuyền theo số điện thoại ở trên màn hình. Thì em Tuyền xin phép là sẽ tư vấn và hỗ trợ về giá, về thông tin về xe và lịch xe là chi tiết nhất và tối ưu nhất cho anh chị. Thì em xin phép là kết thúc video tại đây. Thì mong là anh chị ủng hộ em Tuyền và Hyundai Bắc Ninh nhiều hơn. Em xin cảm ơn anh chị. Okay.
hai cái này. 11 phút.